Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mi Hà Nội. Mùa hè nóng nực, tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên khiến nhu cầu mua quạt của các gia đình ngày càng tăng cao. Trong khi đó, quạt tích điện Smart Mi là một sản phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường và được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Thế nhưng, nếu các bạn đang phân vân chưa biết lựa chọn quạt nào thì ngay bây giờ hãy cùng Mi Hà Nội tìm hiểu hai dòng quạt Smart Mi Gen 3 và Smart Mi Gen 3 Pro. Xem đâu là chiếc quạt đáng mua nhất trong mùa hè năm nay nhé. Quạt tích điện Smart Mi Gen 3 và Gen 3 Pro đều có thiết kế thanh lịch và sang trọng với tông màu trắng đặc trưng của nhà Xiaomi. Thân quạt được làm từ chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, chắc chắn nhưng vẫn rất nhẹ, giúp người dùng có thể di chuyển dễ dàng giữa các phòng, thậm chí là mang ra ngoài trời đi du lịch hoặc picnic. Không chỉ vậy, phần bề mặt còn được xử lý anodizing, giúp chống ăn mòn vô cùng tốt. Quạt được làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, với khả năng chịu nhiệt, không bị biến màu, giữ nguyên vẻ đẹp như lúc mới mua sau một thời gian dài sử dụng. Đặc biệt, màn hình hiển thị ngay trên thân quạt giúp các bạn dễ dàng quan sát trạng thái hoạt động của thiết bị. Điểm khác biệt giữa hai chiếc quạt này nằm ở chỗ quạt Smart Mi Gen 3 Pro có thiết kế lớn hơn và có thêm góc quay dọc 100 độ. Còn Smart Mi Gen 3 có thiết kế nhỏ hơn và chỉ có góc xoay ngang 120 độ. Cả hai phiên bản quạt của nhà Smart Mi đều có thể sử dụng không dây và cắm điện trực tiếp. Quạt Smart Mi Gen 3 được tích hợp bộ pin lithium-ion 33,6W cho thời gian hoạt động liên tục lên tới 20 giờ ở mức độ thấp nhất. Còn quạt Smart Mi Gen 3 Pro sử dụng bộ pin lithium 56W, dung lượng 5200mAh, cho phép các bạn sử dụng quạt liên tục trong 24 giờ ở tốc độ thấp nhất. Phiên bản kế nhiệm của quạt Smart Mi Gen 3 là Gen 3 Pro còn được trang bị hệ thống sạc từ tính thay vì cắm dây truyền thống, vô cùng tiện lợi và an toàn với trẻ nhỏ cũng như vật nuôi. Tuy nhiên, không phải ngoại hình và pin mà công nghệ mới là điểm khác biệt lớn đặc biệt nhất ở hai chiếc quạt này, đều được sử dụng thuật toán AI để tạo ra những làn gió gần gũi với gió tự nhiên nhất, đem đến cảm giác thoải mái cho người dùng. Nhưng với quạt Smart Mi Gen 3, còn có khả năng tạo ion âm, giúp thanh lọc không khí và khử mùi cực kỳ tốt, từ đó bảo vệ tối ưu sức khỏe của bạn. Khác với Smart Mi Gen 3, Smart Mi Gen 3 Pro có khả năng tạo ra các làn gió đối lưu 3D theo hình dạng dải Mobius vô cực, từ đó giúp lưu thông không khí. Bên cạnh đó, hệ thống chụp cách ngang 120 độ, dọc 100 độ, hỗ trợ quay tự động ở nhiều góc, cũng mang đến những làn gió trong lành tới khắp mọi nơi trong căn phòng của bạn trong thời gian ngắn. Dù có sự khác biệt về công nghệ nhưng làn gió thổi từ hai chiếc quạt đều rất nhẹ nhàng, phù hợp để sử dụng cho trẻ nhỏ và những người mắc bệnh về hô hấp, viêm xoang mà không lo bị nghẹt mũi, cảm lạnh. Đều được nhà sản xuất trang bị động cơ DC không chổi than, cũng thiết kế chống ồn tân tiến nên cả hai chiếc quạt này đều hoạt động vô cùng êm ái, giúp các bạn thư giãn khi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng nhất. Có thể nói, đây là dòng quạt có độ ồn thấp nhất từ trước đến nay của nhà Xiaomi. Sẽ có 3 cách để điều khiển quạt vô cùng tiện lợi. Đầu tiên là điều khiển qua các nút bấm trên thân quạt, điều khiển qua remote cầm tay hoặc điều khiển bằng điện thoại. Đặc biệt, khi điều khiển quạt bằng ứng dụng ngay trên điện thoại, người dùng có thể dễ dàng cài đặt thời gian, tắt máy, điều chỉnh góc gió, mở khóa chế độ trẻ em. App cũng hỗ trợ các bạn điều chỉnh 100 tốc độ gió khác nhau. Người dùng có thể thoải mái điều chỉnh và lựa chọn tốc độ gió phù hợp nhất. Tuy được trang bị những công nghệ khác nhau, nhưng cả hai phiên bản quạt này đều mang những ưu điểm riêng và được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Nếu như các bạn đang quan tâm tới hai dòng quạt này, thì cả hai sản phẩm này đều đang được phân phối chính hãng tại website Mi Hà Nội với mức giá cực kỳ ưu đãi. Để được biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mời các bạn truy cập vào link sản phẩm ở phần mô tả phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 1900 0231 của Mi Hà Nội hoặc tới showroom Mi Hà Nội tại địa chỉ 41 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 134-136, Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube để ủng hộ Mi Hà Nội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.